Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như các bác biết rồi đấy, khi mà các bác mua những con điện thoại cũ như này thì cái vấn đề về pin và cái sạc pin trên những con điện thoại này thì nó khá là rắc rối. Tại vì các bác biết rồi đấy, những cái điện thoại cũ như này này thì nếu như mà viên pin của nó ấy, là viên pin zin ấy, thì chắc chắn nó sẽ là khá là kém đi rồi các bác. Như con V50 này giờ ra mắt 4 năm rồi, còn V60 cũng 3 năm rồi, thì nếu như nó là pin zin thì chắc chắn là cái dung lượng nó sẽ bị giảm đi rồi, có nghĩa là nó sẽ bị chai đi ít nhiều rồi đấy. Thì kể cả các bác không dùng như chắc nữa nhé thì nó vẫn cứ chai thôi. Thì cái vấn đề về pin ấy thì nó rất là khó nói chuyện, tại vì mỗi người một cách dùng khác nhau, và những cái kiểu như là tình trạng của pin, mỗi viên pin ấy, nó khác nhau ấy, dẫn đến là có máy thì dùng lâu, có máy thì dùng được ít, thì vấn đề đấy nó xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn rồi tranh cãi cho anh em. Nhưng mà các bạn phải hết sức thông cảm với người bán là người ta sẽ không test được pin cho các bác đâu, tại vì họ nhiều máy là một, và kể cả ít máy đi nữa thì họ cũng chẳng có thời gian đâu mà dùng một con máy tầm 3-4 ngày hoặc là ít nhất 1 tuần để mà biết được chính xác được pin nó đang còn như thế nào. Và bên Android cũng thế thôi, nó không có cái chỗ để các bác để mà check được cái số chai pin ấy, kiểu như không không như iPhone đâu là có phần trăm pin ấy, thì bên Android là không có nhá. Và những cái app mà trên Set Play nó cũng không có phải chính xác mấy nhá, đấy cho nên nó chỉ để tham khảo thôi đấy. Cho nên nhưng mà vấn đề về pin ấy thì em cũng không nói đây, tại vì nó quá nhiều vấn đề để nói, nó không nó và không có gì rõ ràng cả nên em không muốn nói. Nhưng mà thiên về LG ấy, thì các bác cũng rất trăn trở về vấn đề mà sạc pin trên này nó rất là lâu đấy. Đặc biệt là những con điện thoại cũ nữa thì các bác than thở là sạc pin rất là lâu, đặc biệt con V60 này. Con V60 này nếu như các bác dùng những cái củ sạc cũ đời cũ ấy thì nó thực sự là lâu luôn đấy, và nó còn kén sạc nữa. Con V60 này nó có cái lỗi là lỏng chân sạc ấy, cho nên nó rất là kén sạc nha các bác. Nhiều khi các bác mua máy về, không chỉ mua của em đâu, mua của người khác cũng thế thôi, các bác về dùng những cái củ sạc cũ của các bác ấy, thậm chí nó không nhận, nó không sinh nhận xanh, hoặc nó không nhận sạc nhanh nhé, mà nó nói chung là nó có nhận sạc nhanh đi nữa thì nó cũng vào rất là chậm. Cho nên nó rất là khó nói cho các bác biết là liệu là con V60 nó có bị hỏng hay là nó bị sao không. Thì các bác cũng hết sức thông cảm là con V60 hiện tại nó đang như vậy, nó đang là bị cái lỗi lọc chân sạc ấy, cho nên là nhiều khi là các bác về dùng những cái củ sạc cũ của các bác ấy nó không nhận, nó không ngon đấy. Thì hôm nay sẽ test cho các bác là liệu là dùng những cái củ sạc như thế nào thì cho con V60 hoặc là con V50 này cho nó ngon nhé. Thì đây em có mấy củ đây. Thứ nhất là cái củ đây, củ của LG, nhé. Và củ này là không có sạc nhanh nhé. Đây các bác nhìn thông số nó đây. Đây. Thì khi mà các bác dùng những cái củ kiểu như này này thì các bác chỉ nhìn cái thông số đầu ra của nó, cái phần output này này. Nếu như cái phần output này mà nó không có cái 9V ấy, thì chắc chắn một điều là nó không có sạc nhanh nhé. Nó không có 9V trở lên ấy, là chắc chắn là không có sạc nhanh. Còn cái số watt của nó thì các bác cứ nhân thôi, cái nhân số volt với cái số ampere là các bác biết được là cái củ đấy nó sẽ hỗ trợ được bao nhiêu watt nhé. Tuy nhiên ấy, thì là cái số watt đấy nó sẽ bị giảm đi một chút, tại vì nó đấy là cái công suất của ghi trên nhà sản xuất, nó họ ghi như thế thôi, nhưng mà cái công suất thực tế bao giờ nó cũng sẽ thấp hơn một chút nhé. Đấy. Thì cái củ này là củ không có sạc nhanh nhé. Đấy. Còn đây cũng có một củ của LG, cái này thì em cắt lát bét rồi. Đây nhưng mà vẫn là của LG nhé, và có chữ phát sạc ở đây và không thông số ở đây này. Thì đây các bác nhìn thấy thông số output của nó có chỗ là 9V 1,8A. Đấy thì con này sẽ có sạc nhanh nhé. Rồi. Và đây, đây là một cái củ của Samsung. Thì cái củ Samsung này ấy, nó cũng sẽ có sạc nhanh nha các bác. Đây các bác nhìn thông số output của nó này. Đấy. Củ này cũng là củ linh kiện thôi nhưng mà nó cũng dùng khá là ngon nha các bác. Đấy, và cái đầu ra của nó là cổng C nhé. Còn hai cái nãy nó ra là cổng A nhé. Đấy. Cái này cũng là cổng A này. Rồi. Tiếp theo là một cái củ của Apple. Đây củ chính hãng của dùng dùng cho iPad nhé. Thì cái thông số của nó rất là mờ ở đây. Thì nhiều khi là các bác sẽ không nhìn thấy đâu. Nó bên iPhone nó dùng nó ghi nó rất là mờ, khó để nhìn đấy. Nhưng mà các bác nhìn kỹ ra thì cũng thấy thôi. Thì con này nó cũng chỉ có là sạc hỗ trợ sạc 2.0 thôi, Quick Charge 2.0 thôi nhé. Đấy. Thì không biết có nhìn được không nhỉ. Thôi thì em nói thế thôi. Nó cũng có hỗ trợ sạc nhanh và chỉ là 2.0 nhé. Đây và đầu ra của nó là cục C nhé. Rồi. Đây và một cái củ mà đây là của BIOS nha các bác. Đây, củ của BIOS này. Đấy. Củ của BIOS.
Và cái củ này cũng đầu Radaxi và nó có hỗ trợ lên đến 30W. Và đây, đây là cái thông số đầu ra của nó đây. Đây, nhìn khá rõ này. Thì các bác thấy này, nó có hỗ trợ lên đến 12V 2,5A luôn. Các bác nhìn thấy không? Đó. Thì em đang xếp thứ tự cái độ ngon của nó sẽ từ bên trái qua bên phải nhé. Đấy thì em sẽ trước tiên em sẽ cắm cái củ mà không có sạc nhanh vào. Đấy. Thì cũng không có sạc nhanh này thì các bác phải dùng cái dây à. Đây, em sẽ test trước tiên test trên con V50. Thì các bác muốn test nó đang nhận cái thể loại sạc nào ấy, thì các bác vào cái này, sao thăng 54636 thăng thăng sao 500 thăng. Đấy, và các bác vào cái phần SCB menu. Đấy, và các bác trong phần này này, nó có cái phần Type C Checker này. Đấy, các bác vào đây. Đấy, thì khi mà chưa cắm cái gì thì nó chỉ hiện như này thôi. Đấy, em sẽ cắm vào cho bác xem nhé. Thì đây là cái củ không có sạc nhanh. Không có sạc nhanh nhé. Đấy. Cắm vào. Đấy. Nhá, không có sạc nhanh nhé. Không có sạc nhanh khi cắm vào. Thì đây các bác nhìn thấy đây. Không có sạc nhanh khi cắm vào thì nó hiện là cái PD này. Cái PD này nó không hỗ trợ nhé. Các bác nhìn thấy không? PD này không hỗ trợ nhé. Đấy. Còn cái có cái C1, CC1 và CC2 mấy cái trên này thì không không các bác không cần quan tâm nhé, nó chỉ là hiển thị mấy cái chuẩn kết nối gì đấy thôi. Các bác quan tâm đến CC1, CC2 này thì thực sự là cái CC1, CC2 này em cũng không không biết nó chính xác là như thế nào, nhưng mà em sẽ test cho các bác để các bác biết là có thể là cái C1 nó sẽ ngon hơn cái CC2. Nếu mà nhận CC1 ấy, thì nó ngon hơn là nhận CC2. Thì đây này, cái cổng này đang nhận là cái CC2 này, này. Đấy, đây là cái đây là củ sạc không nhanh nhé, đây là củ không nhanh nhé. Đấy, rút ra các bác nhìn này, đấy rút ra như này đúng không? Khi mà cắm vào thì có những thông số nó thay đổi thì nó có nghĩa là cái củ này nó đang hỗ trợ như vậy. Đấy, đấy thì cắm vào nó sẽ nhận là CC2. Đấy, ok. Còn PD thì không nhé. Rồi tiếp theo em sẽ cắm cái củ vào. Em sẽ cắm cái củ có sạc nhanh đây. Trông nó hơi nguy hiểm nhưng vẫn dùng được nha các bác. Đó, đấy. Ok các bác. Đây. Cắm vào đây. Đây các bác. Thì cái củ có sạc nhanh nhé, cái củ có sạc nhanh của LG này thì nó cũng hiện y chang như cái củ không có sạc nhanh. Đây các bác nhìn không không có gì thay đổi, vẫn là CC2. Đấy, nhưng mà ở cái biểu tượng pin này này thì nó có thêm cái vòng tròn nữa nhé các bác. Nó có thêm vòng tròn ở cái biểu tượng pin này nữa. Thì các bác nhìn vào đấy thì các bác sẽ thấy là nếu như củ nào mà không không có cái vòng tròn đây. Không biết các bác nhìn rõ không? Không có cái vòng tròn quanh cái dấu tia sét ấy thì nó chỉ là sạc thường thôi, không phải sạc nhanh. Còn nếu mà có cái vòng tròn quanh cái tia sét ấy thì nó là sạc nhanh nhé. Đấy, và thông số thì nếu mà check bằng cái này thì nó cũng y chang như cái kia thôi. Đấy, rồi, ok. Rồi, em sẽ bỏ cái củ này ra. Thì tiếp theo em sẽ check một cái củ củ không, trước tiên check cái này đã, củ của Apple nhé. Cái này có 2.0. Thì đấy. Cái củ Apple thì em phải dùng một cái dây nó xịn. Dùng dây Apple cũng được, nhưng mà đây em hiện tại đang có một cái dây của Beyerd đây. Đây. Cái dây này là hai đầu đều C nhé, đều của 7 ớt này. Dây này thì rất là xịn, chỉ có điều là nó hơi cứng đi thôi, nó hơi cứng nha các bác. Dây này thì rất là xịn, hai đầu C. Đấy, em sẽ cho các bác thông số của cái dây này. Đây, dây này đây. Đấy, cái dây này thì nó có hỗ trợ PD này, hỗ trợ Quick Charge 3.0 này, và hỗ trợ cái gì đấy nữa em không rõ, nhiều cái này không cần quan tâm. Đấy, và nó rất là xịn. Đó, cái này 2 mét luôn các bạn. Rồi thì đây, giờ nó đã em bóc ra rồi đây. Em sẽ cắm vào cái nó con này xem nó thế nào. Rồi nó vẫn là cái này đúng không, vẫn ở đây. Thấy các bác nhìn thấy không, nó đã thay đổi rồi này các bác, thay đổi hoàn toàn nhé. Thì lúc nãy những cái củ kia ấy, thì nó chỉ là nhận CC2, cái con này nhận đến CC3 đây, à có nhận CC1. Đó, có thấy không? Nhận CC1 và nó có nhận cả PD nữa các bác. Nhưng mà cái củ này
nó chỉ hỗ trợ cái củ của Apple này nhá, nó chỉ hỗ trợ đến PD2.0 thôi. Đây các bác nhìn thấy này, PD2.0 đó. Và đây khi mà nó có những cái thông số, đây tối đa của nó là 9V này và 2A này, chỗ này là 5V và 3A. Đấy các bác thấy không, đây là cũng là thế thôi đó. Như cái dòng mắc của nó là 3A này đấy, như cái dòng mắc của nó đấy. Đấy đây là cái củ của Apple nhé. Đấy rồi em sẽ tiếp theo em sẽ cắm vào cái tiếp theo nhé, sẽ cắm vào củ Samsung này. Rồi, củ Samsung khá là chặt. Đây, củ Samsung nó còn ngon hơn. Đây nhá. Thì cái củ Samsung vừa rồi em cắm đây. Thì nó cũng nhận CC1 là 1 này. Và nó có PD 3.0 luôn. 3.0 nữa các bác. Đấy và mấy cái thông số này nó cao hơn đấy. Đấy. Thế nên 11V này. 11V. Đúng rồi, đây nên 11V này, mắc 11V luôn này các bác. Lúc nãy kia chỉ có 9V thôi. 12V. 2,7A. Mắc của nó có thể lên 3 3A thì phải. Đấy những cái thông số này thì thực sự là nếu mà để mà hiểu nó rõ ràng ấy, thì phải những bác chuyên ngành thì các bác may ra các bác hiểu thôi. Chứ em chỉ test thế này để em hiểu đến đâu thì em nói với bác như thế thôi. Đấy, thì đây là cái củ sạc của Samsung nó như vậy nhé. Rồi, tiếp theo em sẽ dùng cái củ sạc của BIOS. Đây thì cái củ sạc BIOS cái thông số của nó đây. Nó là Quick Charge. Đâu, là chỗ nào nó nhận nhỉ? Đây đây. Nhìn chỗ này này. 30W này, có PD Power này. 30W này. Đấy. Chung mấy cái thông số này các bác tự tìm hiểu thôi, chứ em cũng không rõ để mà nói cho các bác chính xác, cho nên là nói sai thì các bác lại mắng cho. Đấy. Cái gì nữa nhỉ? Chỗ này chẳng có cái gì cả. Đây, những thông số con này đây. Thì trên cái củ này em cũng đã lúc nãy đã sâu rồi đấy. Đấy, ok. Nó đấy, con này nó lên đến 20V 1,5A cả. Nãy mình nhìn, đâu nhìn thấy số 20V đâu. Trên củ thì nó không, trên củ ấy thì nó không thấy ghi 20V nha các bác. Đây. Trên củ chỉ ghi đến 12V 12V 2,5A thôi. Trên củ nó ghi như thế thôi nha các bác. Còn trên hộp thì nó ghi cả đến 15V 2A luôn. Đó. Rồi ok. Em sẽ cắm cái củ này vào. Dùng chính dây của nó luôn. Dây nó rất chắc chắn các bạn. Đây. Đấy, trên củ không ghi nhưng mà thực tế là nó có luôn nhé các bác. Đấy. Đấy nha các bác. Thì cái con này nó cũng hỗ trợ, nó cũng nhận CC1 này và nhận cái PD 3.0 này. Đấy và cái có cái điện áp nó lên đến 20A, ai 20V luôn, 20V 1,5A. Đấy và cái chỗ này cũng là 3000 hoặc là 3.0 cũng được. Đấy. Thì đây em đang test trên con V50 nhé các bác, từ nãy giờ test trên V50 đấy, V50 đấy. Thì hiện tại em nghĩ là cái Type-C checker này này nó chỉ là check cho cái củ sạc ấy, cái củ sạc mình nó đang hỗ trợ bao nhiêu, nó đang hỗ trợ như thế nào ấy. Chứ còn việc mà máy củ khác nhé, củ nó hỗ trợ khác nhé và máy nó hỗ trợ khác nhé. Ví dụ như con V50 này ấy, thì em cũng không thấy cái thông tin nào mà nói là nó có hỗ trợ PD như hay như nào, hay là PD nó là cái gì, hay là nó chỉ hỗ trợ đến PD 2.0 thôi. Nhưng mà em chỉ biết là cái con V50 này nó chỉ hỗ trợ đến 18W là căng thôi nha các bác, cho nên là nó sẽ khá là chậm. Còn riêng cái phần mềm này thì nó lại cho thông số ra là kiểu là nó check được cái củ ấy, là nó có cái củ đấy nó có hỗ trợ đến PD 3.0. Thì việc củ nó có hỗ trợ 3.0 rồi, nhưng mà cái máy như cái V50 này nó có hỗ trợ 3.0 hay không ấy, thì em nghĩ là nó em nghĩ là không. Em nghĩ là con V50 này được không, tại vì em cũng không thấy thông tin nào nói như vậy, cho nên là em cũng không biết. Thì cái thông tin này các bác có thể em cũng có vào vào cái trang GSM Arena ấy, để các bác để em check những cái thông tin về 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 con V5 vừa về cách sạc của con V50 này, để em check đây này. Đấy thì em check ở trên này thì em chỉ thấy nó báo là đây
nó báo là hỗ trợ là 18W và PD 2.0. Đấy, con nghĩa là con V50 này chỉ hỗ trợ đến PD 2.0 thôi. Đấy thì nếu như mà cắm cái củ này vào thì nó là PD 3.0 thì nó hơi thừa. Đấy. Và quick charge 3. Đấy, quick charge 3.0. Đấy, em nghĩ là nó là 3 3 3 3. Chả biết nó có đúng không. Đấy, nhưng mà theo cái ý kiến của em, tại vì em dùng cái con V, đặc biệt là con V60 này, con V60 này thì nó check cũng y chang như thế thôi. Đấy. Em cũng sao vào đấy. Đấy, cũng bật cộng vào đây. Cũng có phần tai chi checker này. Đấy, các bác cũng cắm vào. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Con V60 này nó cũng hiển thị y chang như vậy thôi, y chang như con V50 như thế thôi. Đấy, còn việc mà dùng cái củ nào thì là nó cho cái thời thời gian sạc là nhanh nhất ấy. Thì các bác cứ chắc chắn một điều đó là cái củ nào mà trước tiên là phải phải là cái đây nha các bác, để bỏ này nè. Trước tiên ấy, là củ nào nó phải có cái cổng C này này, cái đầu ra nó là cổng C này này, thì em thấy theo cái kinh nghiệm dùng sạc của em thì em thấy là cái có cái cổng C này thường thường là nó sẽ cho thời gian sạc nhanh hơn và ổn định hơn nha các bác. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm em thôi, tại vì cái kiến thức này thì nó về lý thuyết ấy, thì cũng cũng chả ai nói và cũng rất là khó tìm hiểu, thì em dùng thì em thấy thế thôi, em và chia sẻ lại cho các bác như vậy. Thì và đặc biệt là đối với con V60 này thì em đã có hẳn một cái clip em test rồi ấy, thì dùng những cổng A này nó cho thời gian sạc pin chậm hơn rất là nhiều, và khi mà dùng đến cổng C này thì nó cho thời gian sạc nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên là đối riêng đối với con những cái con đặc biệt con V60 này nhé, đặc biệt V60 thì em khuyên các bác ấy là nên dùng những cái củ sạc mà có cái cổng đầu ra là cổng C, đầu ra là cổng C nhé, và có hỗ trợ ít nhất là 25W trở lên nhé, riêng với con V60. Đấy. Và các bác có thể mua cái củ Samsung này cũng được, nó 25W cũng ok. Và các bác hoàn toàn cũng có thể mua cái củ củ của Bãi ớt như này. Củ Bãi ớt như này để các bác không chỉ dùng cho con V60 và các bác có thể dùng cho tất cả những con điện thoại khác nữa, kể cả iPhone. Các bác iPhone thì các bác chỉ cần mua cái dây khác nữa là ok. Tại vì cái hãng BIOS này em không phải là PR cho nó, nhưng mà em dùng nó cả với HOCO rồi Cola các thứ, nói chung là tùm lum hết, thì em thấy là cái riêng cái BIOS này là nó rất là ổn định, em thấy là nó ổn định và nó chất lượng ấy. Cái hoàn thiện các thứ của nó cũng rất là chất lượng, cho nên là em thấy là đáng dùng và cái giá tiền nó cũng phải chăng, nó rẻ hơn những cái khác. Tuy nhiên nếu như các bác mà có tiền, các bác mua những cái hãng tốt hơn như kiểu của Anker chẳng hạn thì càng tốt, nhưng mà thường thường là củ của Anker thường thường nó đắt hơn và đương nhiên là sẽ xịn hơn rồi, thì các bác có điều kiện thì làm thế. Nhưng mà em thấy là củ dùng củ của Bayard và bộ sạc dây của Bayard là nó cũng đã rất là ngon rồi. Đấy, còn không thì các bác cứ dùng mấy cái củ kiểu hàng linh kiện như này vẫn dùng ngon, nhưng mà nó nếu mà so với chất lượng thì có thể nó sẽ không ngon được bằng cái củ Bayard này. Đấy, thì em khuyên các bác thế thôi. Và em bán cái con V60 ra cũng thế thôi, nó rất là đau đầu, tại vì các bác cũng biết rồi, V60 họ làm cái cổng sạc này nó hay bị lỏng ấy, thì em cũng nói ở đầu clip ấy, nó hay bị lỏng chân sạc, dẫn đến là anh em về dùng thấy rất hay than thở với em là sạc nó không vào, hoặc là có vào dẫn sạc nhanh đấy nhưng mà nó vào chậm, hoặc có nhiều khi nó không, nó nhận nhưng mà nó chả lên gì cả. Đấy, thì em cũng khuyên các bác là nếu như các bác có những cái bộ sạc kiểu là cổng cổng A này nó lâu quá rồi, nó cũ quá rồi, thì các bác nên đầu tư một cái bộ mới đi, thật sự đấy, lên đầu tư một bộ mới đi, như như cái củ của Bayard này thì càng tốt nhé. Đấy, thì cái củ này, cái bộ củ của Bayard này thì là nó đang là giá thị trường của nó bây giờ đang là riêng củ không ấy, nó đã tầm khoảng 270 mấy nghìn hay sao, 280 mấy nghìn ấy. Đấy, riêng cái củ này không ấy. Đấy, và cả bộ của nó em cả bộ của cái này này, cả bộ của này nhá, cả bộ của cái dây và cái củ này em đang thấy trên Shopee họ bán là tầm khoảng hơn 300 nghìn, 310 nghìn gì đấy.
thì em cũng mua về một bộ để em test thử đây. Đấy thì bác nào mà thích mua cái bộ này thì inbox em cho cái link, tại vì em cũng không không có bia cho cái này, nhưng mà em thấy nó ngon thì em bảo các bác mua thôi. Và nếu như bác nào mà mua những con V60 của em ấy thì thường thường là em bán máy trần, mà em bán máy trần dẫn đến là khi mà về sử dụng với những cái củ sạc cũ của các bác hay hay than thở là không vào hoặc là vào chậm ấy, thì em cũng khuyên các bác là nên mua cái bộ như này để mà dùng cho nó ngon cho con V60. Hoặc là nếu các bạn cẩn thận hơn nữa thì các bác nên mua một cái bộ củ sạc không dây ấy, tại vì V60 nó có hỗ trợ sạc không dây nha các bác. Và bây giờ hiện tại là sạc không dây nó có thể hỗ trợ lên đến 15W rồi, nó cũng khá là nhanh rồi. Đấy thì các bác cũng có thể là mua cái bộ sạc không dây là ngon nhất. Cũng như là không phải con nó không phải là nhanh nhất nhưng mà nó là ngon nhất, tại vì sao các bác, nó chỉ hơi nóng đi thôi, hơi nóng đi thôi, nhưng mà nó không sợ việc mà bị lỏng chân sạc hay là nó có thể lâu ngày làm hỏng cái cổng xi này. Đấy, nó có một cũng là một cái cách để mà các bác khắc phục cái tình trạng mà lỏng chân sạc trên con V60. Còn không thì các bác muốn nhanh thì các bác mua cái bộ của BH như này, và cứ phải mua cái củ sạc nào cũng được, nhưng mà có đầu ra ấy nhé, là cổng xi này nhé. Đấy, và đặc biệt là con V60 này nó hỗ trợ lên đến 25W nhé. Thì em khuyên các bác là không nên mua cái bộ chỉ là 225W thôi nhé, các bác cứ mua cái bộ 30W ấy, tại vì cái thông số nhà sản xuất như vậy thôi, nhưng mà thường thường là nó sẽ thấp hơn cái thông số ghi ở trên cái củ ấy, cho nên các bác cứ mua cái củ 30W vào để thì các bác về nó sẽ còn khoảng tầm 27-28W gì đấy, thì là cắm vào con V60 là ok luôn. Đấy, con V60 nó hỗ trợ đến 25W mà. Đấy, cho nên là cái bộ này thì sau này em sẽ khi mà bán cái con V60 ấy, em sẽ khuyến cáo các bác là mua cùng. Vì cái bộ này em sẽ bán là 350.000, tại vì khi mà đặt ở trên 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 hàng trên Shopee nó đã hơn hơn 300.000 rồi các bác, tiền ship về nữa thì nó cũng thế, cho nên là cái này coi như là em cũng chỉ là đặt hộ các bác thôi. Hoặc các bạn là không thích mua từ qua em thì các bác em sẽ cho link các bác mua thôi thoải mái. Rồi ok, đấy thì lời khuyên của em cuối cùng là các bác nên mua một cái bộ sạc có cái đầu ra là C, và cái công suất của nó là tầm 30W trở lên. Và tại sao như thế, tại vì các bác dùng cái bộ này, đương nhiên là cho con V50 thì nó cũng chỉ có cải thiện hơn một chút thôi, nhưng mà sau này các bác có thể dùng cho tất cả những cái điện thoại khác được. Đấy, nó sử dụng kiểu là sự lâu dài ấy mà các bác. Và cái củ này em thấy là nó rất là nhỏ gọn nha các bác. Đấy, con này cực kỳ nhỏ gọn luôn, các bác nhìn thấy không, so với cái củ của LG ấy, là nó nhỏ hơn rất nhiều và cầm rất chắc chắn nhé. Đấy, và em cũng khuyên các bác là các bác mua củ nào cũng được thôi, đầu dẹp hay đầu tròn cũng đều được cả, nhưng mà em thấy là cái đầu dẹp thì nó cắm nó chắc chắn hơn, em thấy đầu dẹp cắm chắc chắn hơn nha các bác. Đấy, thì đấy là tùy các bác thôi, nhưng mà em thấy củ này nó rất là nhỏ gọn. Đấy, rồi ok, đấy là lời khuyên của em nhé. Và khi mà các bác mua những bộ này thì đương nhiên giá nó sẽ đội lên thì các bác phải cũng phải chấp nhận thôi. Rồi ok, chào các bác nhé.